và các bạn, vào đêm ngày hôm qua và ngày hôm nay, do chịu ảnh hưởng bởi một dải mây dông đi qua Bắc Bộ kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên toàn khu vực Bắc Bộ đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Vùng mưa lớn tập trung ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Lượng mưa đo được tại một số nơi khá lớn như tại Mường Tè 62mm, Bắc Quang 77mm, Hà Giang 70mm, tại Chiêm Hóa là 96mm. Vào tối và đêm nay thì dải mây dông vẫn còn tiếp tục gây mưa, trong đó thì một số tỉnh ở khu vực vùng núi như là tại khu vực Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng vẫn xuất hiện mưa vừa, mưa to. Do có mưa nên tiết trời về đêm tại Bắc Bộ rất mát mẻ, với nhiệt độ tại khu vực phía Tây Bắc Bộ chỉ dao động từ 23 đến 26 độ, còn tại khu vực phía Đông Bắc Bộ dao động từ 25 đến 28 độ. Sang ngày mai thì khối mây dông ở vùng núi sẽ mỏng dần, vì thế mặc dù vẫn còn gây mưa nhưng mà cường độ mưa sẽ giảm hơn so với ngày hôm nay. Ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, mưa rào nhẹ rải rác vẫn có khả năng xuất hiện trong ngày. Vào ban trưa thì đôi lúc mây giãn mỏng nên trời hứng nắng nhẹ. Thời tiết ở miền Bắc trong ngày mai nhìn chung vẫn mát mẻ. Ở khu vực phía Đông Bắc Bộ thì nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng 33 cho đến 35 độ, còn tại các tỉnh khu vực phía Tây Bắc Bộ dao động từ 30 đến 34 độ. Khác với khu vực Bắc Bộ, do chịu sự chi phối của áp thấp nóng phía Tây khiến cho hiệu ứng phơn hoạt động mạnh hơn ở khu vực Trung Bộ. Và ngày mai tại đây trời khá ít mây, nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng. Vùng nắng nóng gay gắt sẽ kéo dài suốt dọc từ Nghệ An xuống đến khu vực Phú Yên với nhiệt độ tại đây đạt mức từ 37 cho đến 38 độ, có nơi lên trên 38 độ. Tuy nhiên khả năng vào chiều tối cũng sẽ xuất hiện mưa rào và dông ở một vài nơi. Xuống tới phía Nam Trung Bộ, các tỉnh khu vực từ Khánh Hòa trở vào cho đến khu vực Bình Thuận, hiệu ứng phơn ở khu vực này không mạnh như ở phía Bắc và Trung Trung Bộ nên thời tiết tại đây dịu hơn. Nhiệt độ cao nhất tại đây đạt khoảng 33 cho đến 35 độ, một số nơi có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ lên trên 35 độ. Đến khoảng chiều tối ngày mai thì mưa rào và dông vẫn xuất hiện rải rác khiến cho bầu không khí thoáng đãng và dịu mát hơn. Nơi có tiết trời dịu mát nhất trên cả nước là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Tại đây, đới gió Tây Nam đang trong thời kỳ hoạt động mạnh dần lên. Vì vậy mà trong ngày mai thì mưa rào và dông sẽ tiếp diễn và tập trung nhiều ở các tỉnh khu vực Nam Bộ do khu vực này còn chịu thêm tác động của vùng nhiễu động trên cao. Trong cơn dông thì người dân cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Do mưa diễn ra rải rác trong cả ngày khiến nền nhiệt cũng giảm nhẹ xuống. Ở các tỉnh khu vực Nam Bộ thì nhiệt độ cao nhất chỉ dao động từ 30 đến 33 độ, còn tại khu vực Tây Nguyên có mức nhiệt từ 28 đến 31 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, nơi có thời tiết xấu nhất trên biển là khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau. Tại đây thì trời vẫn nhiều mây, có mưa rào và dông với gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Các tàu thuyền cần chú ý khi lưu thông trên vùng biển này. Còn ở phía Bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa cũng có mưa rào rải rác nhưng mà tầm nhìn xa vẫn thoáng trên 10 km, gió nam cường độ mạnh cấp 4, các tàu thuyền có thể yên tâm hoạt động tại khu vực này. Khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối nay của kênh VTC14 sẽ là phần nhiệt độ chi tiết các tỉnh thành trên cả nước trong ngày mai. Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.